Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ test cái con tủ đài này, một chiếc tủ đài rất là đẹp. Đây thì chúng ta có một cái phần để chúng ta có thể đựng học băng và sử dụng lọt sòi nó to như thế này. Để nó có khả năng chơi lọt CD luôn. Ok, bây giờ em sẽ test ha. Còn thường nhau nhé, xin quên đi ngày đã